Trong buổi đầu tiên mình sẽ bao vào đây một bộ lô đơn. Trong buổi thứ hai mình sẽ bao vào đây một bộ lô thu. Mình sẽ lặp lại tương tự như thế. Mình sẽ ghép đông bên trong. Đầu tiên mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó móc vào đây cho mình 8 mũi móc đơn. Mình sẽ móc một phần, sau đó mình sẽ gắn phần mắt này vào. Sau đó mình sẽ lấy sợi len màu đen để mình khâu phần miệng.
mình đã được một yêu tinh xanh một mắt. Đây là thành quả mà mình góp ra được bao nhiêu tinh xanh.